các bạn nhớ lại lịch sử xã hội. Vào khoảng thế kỷ thứ 16, anh em Hồi giáo làm một cuộc chinh phục thế giới, bởi vì họ đi từ vùng Trung Đông sang Á Châu tới Ấn Độ, họ đổ bộ lên tận Âu Châu, đi đến đâu thắng đến đấy. Thế thì khi mà họ đổ bộ lên Âu Châu, đó là họ đổ bộ vào cái vịnh ở bên nước Italia, gọi là vịnh Lepanto. Một đoàn quân thiện chiến như thế, đang khi ở Italia đâu có một đoàn quân nào sánh nổi, cho nên nguy cơ thất trận là thấy rõ. Mà nếu họ thành công trong cuộc đổ bộ đó thì nước Italia thất thủ, thủ đô của giáo hội Công giáo là Roma cũng biến mất, và cả Âu Châu bị đe dọa. Thế Đức Giáo Hoàng Pio thứ năm lúc bấy giờ, Ngài mới lên tiếng kêu gọi anh chị em tín hữu cầu nguyện tha thiết và cầu nguyện bằng kinh kính mừng. Thế cuối cùng, vào ngày mùng 7 tháng 10 năm đó, thì không phải là người Hồi giáo thắng, mà là người Công giáo chiến thắng. Mà chiến thắng chắc là không phải nhờ khả năng quân sự, cho bằng là nhờ sự phù trợ của mẹ Maria. Cho nên Đức Giáo Hoàng mới quyết định lấy cái ngày đó làm thành một ngày lễ, gọi là lễ Đức Bà Chiến Thắng. Đức Bà Chiến Thắng sau này thành lễ Mân Côn. Khi nhắc lại với các bạn một chút lịch sử như thế, tôi sợ lắm. Sợ là vì thế này, là khi nói đến chiến thắng đó, là mình chỉ có nghĩ đến chiến thắng quân sự, chiến thắng kinh tế, chiến thắng chính trị. Mà đang khi đó Chúa Giêsu đâu có ban cho mình cái chiến thắng đó đâu. Chúa Giêsu khi đối diện với Phi-la-tô, Ngài đã trả lời rằng: nếu nước tôi thuộc về thế gian này thì binh lính của tôi đã đến giải thoát tôi khỏi tay người Do Thái. Nhưng mà không, nước tôi không thuộc về thế gian. Cho nên Chúa Giêsu không có ban tặng cho mình cái thứ chiến thắng quân sự, chính trị, kinh tế đâu. Rồi tôi lại e ngại nữa là bởi vì trong bầu khí của thời đại hôm nay, mình nhắc lại chuyện lịch sử đó không chừng lại còn gây chia rẽ tôn giáo. Đang khi đó hơn bao giờ hết, các tôn giáo phải gắn bó với nhau để xây dựng hòa bình thế giới. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đã làm gương trước khi mà Ngài mời các vị lãnh đạo của những tôn giáo lớn trên thế giới đến thành phố Assisi để cùng với Ngài cầu nguyện cho hòa bình. Và sau đó cứ năm nào người ta cũng làm lại cái cử chỉ rất là đẹp đó. Thế cho nên khi nhắc lại với các bạn về lịch sử ngày lễ Đức Bà Chiến Thắng, lễ Mân Côn, tôi hơi ngại. Và tôi nghĩ rằng là ta cần phải nhìn vào sự chiến thắng ở một góc độ khác. Đó là chiến thắng chính mình. Một danh tướng trong lịch sử thế giới đã từng nói: không có cuộc chiến đấu nào khó khăn hơn là chiến đấu với chính bản thân mình. Mỗi người chúng ta có thể cảm nghiệm điều đó trong cuộc sống. Và Đức Cha Phun Tân Xin thì Ngài nói thêm thế này: nếu bạn chấp nhận một cuộc chiến đấu trong tâm hồn của bạn, thì sự bình an sẽ giải tỏa trong cuộc sống xã hội. Ngược lại, nếu bạn không chấp nhận cuộc chiến đấu đó mà bạn đi tìm thỏa hiệp với cái xấu và tội lỗi trong tâm hồn bạn, thì chiến tranh sẽ lan tỏa trong cuộc sống xã hội. Nói như thế có nghĩa là chuyện chiến thắng chính mình là một cuộc chiến rất khó, nhưng lại là căn bản để dẫn đến một cuộc sống bình an cho mọi người. Và chuỗi Mân Côn, những lời kinh kính mình
đan kết lại với nhau thành một sâu chuỗi đó. Chuỗi mân côi đó có khả năng để giúp cho chúng ta tập chiến thắng chính mình. Tại sao vậy? Ở bên phương Đông của mình, khi nói về con người, người ta hay nói đến thân, trí, tâm. Còn tôi nhớ là ở trong triết học phương Tây ngày xưa, khi mà học tâm lý học thì người ta nói đến con người là nói đến lý trí, tình cảm và ý chí, cũng tương tự như nhau. Thế thì khi mà các bạn lần chuỗi mân côi đó, cả thân, cả trí, cả tâm, có nghĩa là tất cả con người toàn diện của chúng ta được chi phối. Bây giờ các bạn nhớ lại, khi ta lần chuỗi có nghĩa là trong tay của mình cầm một cỗ chẳng hạn, cầm một sâu chuỗi, cái thân đấy. Và cái việc mà tay mình cầm một sâu chuỗi đó, nó ảnh hưởng đến trí và tâm của mình. Có một linh mục kể chuyện thế này, này. Trong một lần ngài đi máy bay, ngồi cạnh một nhà sư, thấy ở trên tay nhà sư cầm cái sâu chuỗi, các bạn biết rồi, Nam Mô A Di Đà Phật. Thế hai người mới nói chuyện với nhau. Thế ông linh mục mới hỏi nhà sư là tại sao mà lần chuỗi vậy. Nhà sư bảo là chúng tôi lần cái chuỗi như thế này là tâm trí nó đỡ căng thẳng. Thế rồi ngài mới hỏi lại, và thế bên Công giáo không có cái gì nó giống giống vậy à? Ông linh mục trả lời, có chứ, nhưng mà chúng tôi lần chuỗi mục đích không phải là để cho tâm trí nó bớt căng thẳng, nhắm cái khác cơ. Cái nhà sư mới nói với vị linh mục đó thế này, cha, nếu cha muốn tập trung vào một điều gì thì trong tay của cha phải có một cái gì, nhờ đó cha sẽ dễ tập trung hơn. Ông linh mục học được một bài học và mới khám phá ra cái chuỗi mân côi mình cầm trong tay nó giúp cho cái trí của mình tập trung. Khi các bạn lần chuỗi là trong tay các bạn cầm cái chặt chuỗi, nó giúp cho trí của mình tập trung. Tập trung vào cái gì? Tập trung vào lời kinh đã vậy, nhưng còn tập trung vào cuộc đời của Chúa Giêsu mà chuỗi mân côi mô tả. Từ khi Ngài sinh ra cho đến cuộc sống công khai, cho đến khi bị chết trên thập giá, chịu táng trong mồ, sống lại, lên trời, ban Thánh Thần xuống cho giáo hội. Tất cả cuộc sống của Chúa Giêsu, một thứ tin mừng thu gọn, được tóm lại ở trong chuỗi mân côi. Và đồng thời khi chúng ta lần chuỗi như vậy, cái tâm của mình nó tịnh lại. Đối với người trẻ chúng mình ngày hôm nay sống trong một cái thời đại gọi là thời đại tốc độ, cho nên là khi mình thấy cứ ngồi chỗ đó xong là kinh mừng Maria để ân phúc, kinh mừng Maria để ân phúc, cho mình thấy mất thời giờ quá. Tưởng làm cái gì cứ kính mừng Maria để ân phúc suốt, mất thời giờ quá. Tôi đã từng nghĩ như vậy đấy. Nhưng mà sau này đó, khi tìm lại lịch sử linh đạo, tôi mới thấy đó là một phương pháp rất hay cho đời sống tâm linh. Những lời cầu nguyện ngắn, vắn tắt, được lặp đi lặp lại như thế, nó làm cho tâm của mình tĩnh lặng. Một em học trò ngày xưa ở đây, nhưng mà sau này sang Mỹ viết thư về, kể cho tôi nghe một kinh nghiệm của nó. Nó bảo là cuộc sống quá nhiều khó khăn, và đến một mức độ như là không chịu được, cho nên là đêm hôm đó về đến nhà như là muốn la toáng lên, tại sao lại cứ đổ lên trên đầu tôi biết bao nhiêu cái sự khổ sở như thế này, muốn phá tất cả. Tôi bất chợt tôi nhìn thấy ở ngay đầu giường vẫn có một chàng chuỗi treo ở đấy mà không lần bao giờ cả. Thế mới chạy đến cầm cái chàng chuỗi xuống.
xong rồi ngồi cứ kính mừng Maria, kính mừng Maria. Chỉ có 10 kinh thôi, thấy tâm hồn của mình nó lắng xuống. Em học trò đó viết cho tôi rằng lần đầu tiên sau một số năm con tìm lại được kinh nghiệm tôn giáo. Thế cho nên là khi mà mình lần chuỗi mấn côi như vậy đó, con người toàn diện của mình, thân, trí và tâm đều được chi phối hết. Và cùng với sự chi phối đó thì chuỗi mân côi làm cho nơi chúng ta hình thành một con người mới, chống lại những cái gì là xấu trong tâm hồn mình. Các bạn biết đấy, con người ta sống ở đời này bao giờ cũng sống trong ba mối tương quan chính: tương quan với Thiên Chúa, tương quan với tha nhân, tương quan với thế giới vật chất. Tội lỗi của chúng mình nó cũng nằm trong ba cái tương quan đó thôi à. Thế thì khi mà mình lần chuỗi mân côi đó, mẹ Maria giúp cho mình để sống những tương quan đó tốt đẹp. Chẳng hạn khi tôi lần chuỗi mà tôi bắt đầu đọc rằng Chúa Giêsu lên trời xin cho lòng con được hướng về những sự trên trời, tôi sống cái tương quan với Thiên Chúa, tôi sống một tâm hồn siêu thoát hơn. Hoặc là khi tôi lần chuỗi và tôi bắt đầu đọc rằng mẹ Maria đi viếng thăm bà Elizabeth xin cho con được lòng yêu người, cùng với lời cầu xin như vậy là tôi sống tương quan với tha nhân bằng tình yêu thương chứ không phải là sự hận thù ghen ghét. Hoặc là khi tôi bắt đầu một chuỗi, tôi lại thưa rằng Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá, xin cho con đóng đinh tính xác thịt mình vào thánh giá Chúa. Tương quan của tôi với thế giới vật chất, với chính cái xác thịt của mình được xác định. Đấy, cho nên tôi muốn nói với các bạn là như vậy. Chúa mình coi giúp cho mình chiến thắng cái xấu ở nơi bản thân mình, hình thành một con người mới, và những con người mới đó sẽ tác động trong cuộc sống làm cho nó đẹp hơn. Mỗi khi làm lễ cưới cho các đôi tân hôn, tôi hay nói với các đôi tân hôn chuyện này: Đức cha Fulton Sheen, một diễn giả nổi tiếng ở bên Mỹ, ngày giảng ở trên đài truyền hình chứ không có ở nhà thờ đâu, mỗi lần ngày giảng như vậy đó là cả triệu người nghe. Nhiều bạn trẻ xin ngài chứng hôn cho lễ cưới của mình lắm. Ngài chấp nhận với một điều kiện: hai anh chị phải hứa với ngài mỗi một ngày vợ chồng đọc chung với nhau 50 kinh Kinh Mực. Đọc chung nhá, chứ không phải là ông một góc bà một góc nhá. Lời kinh nó nối kết vợ chồng, lời kinh nó giúp cho vợ chồng xây dựng cuộc sống gia đình tốt đẹp. Tôi biết là ngày hôm nay các bạn trẻ ít lần chuỗi lắm, tôi biết rõ vậy. Nhưng hôm nay tôi muốn nói về giá trị của kinh mân côi, để nếu các bạn không lần chuỗi đó thì xin các bạn đừng coi thường. Mình thấy những người lớn tuổi hoặc là những ai người ta có thói quen đọc kinh mân côi, mình coi thường, mình cho là chuyện đạo đức rẻ tiền. Đừng có vội, bởi vì mình chưa khám phá được giá trị của nó thôi. Nếu các bạn không lần chuỗi 50, tôi chỉ mạo muội đề nghị với các bạn có ba kinh Kinh Mừng thôi, cùng với kinh Lạy Cha và kinh Sáng Danh. Bởi tôi biết là nếu mà tôi đề nghị nhiều quá thì khó mà thi hành được. Và hãy nuôi trong tâm trí của mình ý nghĩ này: đọc kinh lần chuỗi không phải là để trao đổi với Chúa, để mua bán với Chúa theo cái kiểu như Lạy Chúa, Lạy Mẹ Maria. Mẹ nhớ kỹ nhá, hôm nay là con một chuỗi đấy, thế thì liệu mà phải ban cho con cái gì đấy? Hãy xua đuổi khỏi tâm trí một thứ đạo đức mua bán như vậy. Đúng hơn thì hãy nuôi dưỡng trong tâm trí mình ý nghĩ rằng khi tôi đọc
kinh mân côi, đó là phương cách để tôi đào luyện bản thân mình, để tôi chiến thắng chính mình, để tôi sống đời sống đức tin tốt hơn. Như vậy thì kết thúc suy niệm tối hôm nay, chúng ta thực hành ngay. Tôi xin mời các bạn đọc với tôi một kinh lạy cha, ba kinh kính mừng, một kinh sáng danh, như là những bông hoa rất nhỏ bé đơn sơ. Anh chị em chúng ta cùng nhau dâng lên Đức Mẹ.